chi này trên bạn là nó cái vé này biết nó cái mùa hè mới rồi. Đây là dẫn bí thương đi mua xe điện nha các bạn. Tại vì bây giờ là vô cũng gì cũng hay. Lòng mua xe đạp bình thường chứ điện chứ. À quên, cho Ngọc thử không? Còn mua xe đạp bình thường. Đang mùa hè là hỗ trợ hàng vài trăm đó. Thôi chốt ở đấy anh. Chốt đấy chị. Hay là mở dắt cháu đi mua xe đạp nha các bạn. Đâu, có tiếng mua tiếng đi chứ phải trông đi đâu mà hỏi. Cậu mua cậu đi mà. Cậu mở mua xe cậu mở đi chơi mấy ngày mà mới mua cho con năm mà. Xinh đẹp chưa? Dạ. Đẹp quá, chắc chắn như đảm bảo quá. Mở dưa tới mở. Mở dưa chưa? Hôm qua gió thay cho. À, rất là cái thương nha mọi người. Má đang dọn vệ sinh, đỡ lắp bình vô cho xe. Xin được con đỡ xin được chú ấy, xin được chú vệ sinh chú leo hết chưa? Phát biểu cảm nghĩ là vui vẻ hơn đã ra lợn nha. Vui không? Không, phát biểu cảm nghĩ nữa thôi, khi mà có xe đặc biệt thôi. Xe nữa. Bất ngờ con cũng tưởng là xe đạp chứ. Rồi con có hứa gì với cậu với mẹ không? Hứa học hành rồi ra sao không? Nhìn vô đây, nhìn vô đây. Con hứa con gặp con lúc đi tốt. Con có được bốn bé tao lấy về lấy một nước nửa giờ. Đó, làm nghe. Cậu với cậu là cậu hứa năm trước là hứa con này năm nay là lớp 6 rồi mua xe điện con đấy nay cậu mở là dẫn đi mua xe điện này đấy ráng học không có quấn gì hết đó đấy ráng học vô là được đấy thương cha thương mẹ ráng học vô mẹ làm khổ rồi đấy ráng học thôi mẹ được chưa ok Lết. Bật xe nhanh đi vậy. Các bạn có tử đẹp không? Cái mà đi phê đó. Nó kêu xịn xanh kìa 4 nắp mà sao nó 5 nắp. Đèn sáng hơn. Thôi đi, vô chốt, chốt hợp đồng. Dạ. Đây là vợ chồng mình đang đi về nha các bạn. Đi chậm bao giờ ơi. Ủa, trời đẹp lắm các bạn, nhìn trời kìa. Đây là Hòa Thương nha, Hòa Thương đang chạy chiếc xe mới nè. Đi không xong, đi không xong. Dạ. Xíu, không biết sức. Chú ý con, chú ý đường nha. Chạy ra.
gì của anh chị mà nói.